Xin chào các bạn đã đến với kênh tin giải trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Bị tố giả tạo có cả ekip quay phim. YouTuber nghèo nhất Việt Nam phản pháo cho rằng chỉ có mỗi điện thoại mới mua 18 triệu. Thời gian gần đây, Sang Vlog, anh chàng YouTuber nghèo nhất Việt Nam, hứng phải rất nhiều chỉ trích tiêu cực. Kể từ khi bắt đầu trở nên nổi tiếng với biệt danh YouTuber nghèo nhất Việt Nam, anh chàng Sang Vlog bất ngờ phải hứng chịu rất nhiều những chỉ trích tiêu cực từ phía cộng đồng mạng. Và lần này cũng không ngoại lệ. Cụ thể trong clip mới nhất, anh chàng vừa khoe với người xem về việc đã mua được một chiếc điện thoại mới trị giá 18 triệu đồng. Với lý do đơn giản là chiếc điện thoại trước đã quá cũ, đồng thời không thể cắt video quá dài và chất lượng cao được. Điều này như một cách đáp trả những chỉ trích mới nhất của nhiều người hướng về Sang Vlog, khi họ cho rằng anh sở hữu cả một đội ngũ ekip quay phim hùng hậu. Bằng chứng là hãy nhìn vào chất lượng sản phẩm video trên kênh, chẳng nhiều người cho rằng nó được dựng bởi một chiếc điện thoại cũ kỹ và lạc hậu. Chưa kể góc quay cũng được chọn lọc khá tốt, đồng thời cũng không quên chỉ trích anh chàng về việc giả nghèo. Đứng trước những bình luận này, Sang Vlog thật lòng chia sẻ: trước giờ Sang làm video chỉ là một mình, quay các clip phong cảnh hay nấu ăn cùng mấy đứa nhóc đều được đặt chân quay. Có những đoạn Sang đi đổi bên này sang bên kia thì phải đặt máy quay nhờ nhóc Quỳnh bấm. Sang phải chạy qua đồi bên kia để bắt đầu đi lại. Làm kiểu này có một mình rất cực, nhưng Sang quen rồi. Sang chỉ muốn khung hình của mình bao gồm hết phong cảnh, những gì giản dị nhất để mọi người cảm thấy gần gũi nhất với Sang. Nên có cực một chút cũng không sao, nên việc có đội ngũ phía sau là không có nha mọi người. Ngoài ra anh chàng cũng bổ sung thêm rằng mình không bao giờ nhận quảng cáo như nhiều kênh YouTube khác. Bất chấp việc này có thể mang lại nhiều tiền, nhưng sẽ làm ảnh hưởng tới người xem YouTube. Và cuối cùng anh chàng YouTuber này cho rằng việc làm YouTube hoàn toàn không hề yêu cầu bạn phải có dụng cụ hiện đại, đắt tiền, mà thay vào đó chỉ cần có lòng quyết tâm, không bao giờ bỏ cuộc và một ý chí trong đầu. Người ta làm được thì mình làm được. Hiện tại những chia sẻ của Sang Vlog vẫn đang phải nhận những bình luận trái chiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mỗi ngày.